rồi này. Mẹ xỏ dép cho Bin nhé, có dép mới này. Ai bước xuống nào? À trời ơi giỏi thế. Bin giỏi thế á? Bin giỏi thế nhỉ. Bin đứng lên nào. Sáng chưa? Cửa sổ mới đấy, đẹp không? Đi xuống chơi nhá. Ăn đây sữa. Mẹ ăn đói phải không? Mẹ lấy sữa cho Bin nhá. Mẹ lấy sữa cho Bin uống nhá. Vào đây đi mẹ đi lấy sữa nhá. Đói rồi nhỉ. À đây con ngồi đây, con ngồi đây, con ngồi đây. Bỏ mũ ra nhé. Sữa của Bin này. Dùng đây nhé. Ăn đây uống sữa nhé. Mẹ xỏ dép cho Bin nhé, có dép mới này. Ê, chân bên này nữa nào. Đâu chân đâu? Bên mẹ cho Bin đi thử nhé, đi thử dép xinh nhé. Ra bước đi nào. Ấy, nhớ dép xinh ai đi siêu thế nhỉ? Ai bước xuống nào. Ui. Đây, đi ra cửa nhá. Bin đứng nào, Bin đứng tà tà nào. Bin đứng đây. À trời ơi giỏi thế. Bin giỏi thế á. Siêu thế.
vào giường nhá. Linh ơi, Linh ở đây chơi nhá.
Mẹ làm gì á? Mẹ buộc thế này. Ôi, ăn cọc cọc á. Cho vào mồm đi, cho vào mồm. Ngồi đây để mẹ chống cửa này lên cho sáng nhá. Mẹ mở cửa sổ cho đi nhá. Ngồi đây nhá. Sáng chưa? Đã sáng rồi á. Đây. Ngồi đây nhá. Mát chỗ nhỉ. Trời ơi, ra đứng đây cho xem. Quả. Cửa sổ mới đấy, đẹp không? Mẹ làm cho Linh nhỉ. Đóng cửa vào không sợ cái gì vào đây nhỉ. Ngồi đây nhá.
dậy rồi à? Con ở đấy chơi ngoan nhá, xem mẹ làm nhá. Đây, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Ở đấy chơi nhá. Vâng, đợi mẹ một tí.
vui thế. Đây mà. Đây. Ở đây thôi. Để mẹ làm nốt cái này nhá.
Linh ơi, Linh ở đây chơi ngoan đợi mẹ nhá. Mẹ lên bây giờ đây. Mẹ bê pin ra đây nhá, hộ mẹ cũng bắt. Mày bê nó. Úi da, nào đứng lên nào. Lên nào. Đứng lên. À, bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây. Đặt mắt mẹ đẹp không? Đi ngồi đây xem mẹ úp bắt nhá. Đây, bên ngồi đây, bên ngồi. Đây nha. À, cái nồi. Nhã nhá. Đây nha. À, ở đây, mẹ úp bát ở đây. À, bên ngồi đây chơi nhá. Bếp nấu cơm nhá. Ngồi đây nhá. Thấy chưa? Mẹ nấu cơm nhá. Ngồi đây ngã đi, mẹ bế lên giường nào. Đi, lên giường nhá. Đi papa đi lên giường nào. Đi. Ăn mà đi giỏi thế. Đi vô. Đây, đến giường rồi.